Ta lo. Chuẩn bị vô rừng. Bốn thành viên, kỹ sư hẻm, rồi hải ly, xu lựu đạn và du kẹo. Rồi bốn thành viên sẽ bắt đầu đi vô rừng. Đó, bắt đầu ha, tìm bốn chiếc. Rồi. Đó, dù rất là máu chó. Chúng ta chống dịch bằng cách vô rừng sẽ không có dịch. Ê, vô đi thôi. Đó, vận động viên Xu đang ở trên đường chạy. Tiếp đến là vận động viên Hải Ly. Và đây là anh Du đang dẫn đầu. Đó. Oh, quá dữ quá dữ. Như một vị thần. Ôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chạy luôn, quá hay. Ôm sát vô.
Trời ơi, giỏi quá. Dặn dãy luôn, đúng rồi. Nè, cua vô, dặn ra luôn. Hết hồn. Ông ơi, cú nó dãy đã ghê chứ. Kiểm soát được là tốt quá. Chạy hơn cầu thủ drifting nữa. Ôi. Đang cho chạy trắc vòng tròn phải nha. Tới vô. Rồi. Giỏi lắm. Quẹo vô. Hết ga. Hết ga. Dù đang bám đủ quyết liệt. Hay quá Dù ơi. Giỏi lắm Dù. Nghiêng người. Căng ga. Giỏi lắm. Nghiêng người. Căng ga. Đúng rồi. Cố lên. Đừng có nhìn lại, hết ga luôn. Liệu Su có qua được vô không? Su qua rồi, Su qua khúc cua rồi.